Này, đi một lúc có rất nhiều cảnh đẹp. Chà, quá đẹp luôn. Uống rượu xong tỉnh rượu luôn rồi. Giời, chú nền phát tỉnh luôn này. Tỉnh luôn mà. Đấy là rồi. Còn mọi người trèo mãi nên chú nền phát đến bắt đầu bảo đến đi luôn bảo thôi ăn xong đi cho tỉnh rượu. Uống rượu xong uống tỉnh rượu rồi vừa. Dễ đi mà. Mệt anh nghỉ, con chẳng ở đâu. Đấy. Xuống cái hàng lắm. Xuống quá nhàn. Đi nó cũng đỡ mệt. Ai da. Đây đang quay rồi, đã có phi. Ôi giời. Ôi giời. Tận mắt luôn. Tận cảnh luôn. Đây, quay lại đây. Quay đây hòa đi vào cái để cho nhà đây. Chờ được có mình nha, các bạn nhá. Chờ được có mình. Rồi, lại ta quá rồi. Đấy. Thôi, lại các bạn đi tiếp đi. Ông quay cũng cẩn thận nhá. Quay về đâu chụp ảnh bình thường, quay được thì chụp được. Này, nói vậy kia lên còn mệt hơn. Không, xuống nhà nó nhiều. Đấy, tụt nữa này. Đấy, quay tụt nữa. Úi giời ơi, bông mới bóng này, bắt bố ấy à. Bóng ơi, bóng xuống đi cùng với chú nào. Không, chú đi nhanh lắm đấy. Đấy. Bông đi cùng chú không? Đi cùng chú đi. Đấy. Nói được. Chú già lắm rồi, từ đời ông bà nội mình già lắm rồi, những cây nào chết là nó bị ra hoa nó chết là mãi mà cứ mãi thì ông bà nội mình già lắm rồi, nhiều thế lắm.
Yên tâm, cháu quay rồi, không lo. Đi xong có người quay rồi. Quay cận cảnh luôn à. Tối về cháu gửi. À thế à, chú có thể bây giờ toàn mèo. Sắp đến rồi. Cái này mà cứ khi lợn xuống được thì nhỉ. Yên tâm, chú cứ treo đi, sẽ có người quay. Mèo cứ treo đi, sẽ có người quay, không lo. Đây, rõ mồm mồm luôn. À, không, cái đó ở trong đá cái lấy à? Hai trăm ghi mà lo gì? Tổ ở dưới chỗ lán mà. Thế là tàn. Chú lấy phải là tàn luôn. Em lấy là tàn luôn mà. Chính làm vừa rồi có cấy thì tí nữa mà chưa ngoãn. Bố cầm tay đây. Úi giời. Nào chú bê. Một đoạn nghỉ xong lại cho vài tập chục ly rượu. Tỉnh hết rượu rồi. Tỉnh hết rượu rồi. Đi cả tháp với anh kia. Không, anh biết đường đi mà. Sắp đến rồi. Ai à, đúng mùa lá. À, một cây chú lá có hai. Lá rụng đầy hết rồi. Đây là giá thể của Gia Lan đây này. Đây cái chỗ này chỗ của ông Hùng như thế này, là chỗ này của anh Hùng. Tao lấy tiền ở ngoài đây đi đâu rồi. Đây ở ngoài. Lấy 3 rưỡi thì tao lấy 3 lít, thế là ok. Mua mà vẫn. Thế là hộ rồi. Nè đây bảo chúng. Anh ơi. Đấy, lên đây là không mặc đâu phải lên kia chốt đi nghèo. Được rồi. Cứ đi xong rồi coi bác Trinh, nếu mà chỗ nào mà khó đi quá ôm cái chân con ông gặt xuống. Chú bị này. Chưa bao giờ. Đấy. Chú túng cho nó hôm nay được trải nghiệm cái này. Đông không? Đông không? Bao nhiêu người? Đó, mà lấy các chú nó quay đắng. Yên tâm, coi full hết rồi. Sợ, chú Phương ấy.
quay là vậy, quay thực tế không lại lại người nó cây đấy nó gãy đấy. Không có vậy. Em chỉ sửa hết. Lần sau là anh Huy bảo lên trên này uống rượu là chỉ uống trên này thôi chứ. Đã lên đây uống rượu. Ây da, quá nhiệt vui này. Đám trở không có bà lên. Ở trên đây, lại nha. Bây giờ thế mà trẻ con nó leo lên tận trên thứ ba là cây leo được cái gì đâu, đơn giản. Ờ, chờ tí nữa. Bố, chờ tí nữa. Úi da. Qua cầu bắc. Ui, to rồi. Con đá đấy xếp đấy bà. Đi cổng thiên đường rồi. Cái này mà hôm chụp ảnh cưới thì nhà nó mặc váy cưới thế nó lên đây chụp dài đây. Váy tùm tùm thế mà. Tại vì cái viên của chúng nó bất thần gặp nhau. Cây đấy anh ạ. Không, cây này, cái này chút lá đâu chứ, cái này vẫn sống mà. Nó chỉ là chút lá thôi. Biết thế. Sống mà. Chắc khi là anh Hồng đi gần Huy là không ngỡ, khẳng định không ngỡ luôn. Không ngỡ luôn, khẳng định luôn. Ông nhìn toang ở trên ở đây nhỉ? Trên kia. Toang đó cái tầm tập trên kia nhỉ? Lấy được mấy ly mật? Mấy đứa cầm cái kia ấm nào anh ạ? Thế là mở máy nó tắt máy. Có bắt được tướng chứ? Không chú đâu. Chú phun hết rồi thì về. Thế là ý là chú thổi khói vào gì? Khói hun mãi nó không ra. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thế nó sặc khói chết mẹ. Cần gì phải đi Trung Quốc nữa? Anh tưởng là đục đập. Đúng là đục đập. Vâng, nó ở tận bên dưới ấy. Ừ. Con nó tướng nó tận dưới thì hun hun ra thì hun chứ ai đấy mà mày còn này đi. Tí nữa chú bác là con đưa ông ở bác lại khắp cái đấy bác lại chơi được không? Bác đấy chú nào cho này, cho này, ta là thằng bắt giá đấy, đúng ba bàn con này. Ui giời, tao cảnh đẹp. Bóng nhỉ? Quá đẹp luôn. Bóng nhỉ? Đây. Rồi nên như đây du ký luôn mẹ con nó bảo rồi. Có gì sai đâu. Đây. Sau này mà đến là đến nếu mà đến mà bác được ấy, nếu mà bác được phát đá mà phát 8 xịt. Còn nếu mà chị Ngọc chị Nhung là chú Động người chú tiền đấy chú Huy chú biết là phát ra tầm 100. Phát ra 100. Đấy chú phải bảo là đây là sang cái tháng này quê hương của cháu nhạn. Chính xác luôn. Ấy đây gì cái chỗ cái ông là bắt chú đi phải không? Đây à, nhà ông làm nhà toàn cảnh xã Quyết Thắng của tỉnh Lạng Sơn lên trung tâm xã Quyết Thắng tỉnh Lạng Sơn nhá. Hữu Nữ toàn hành trung xã Quyết Thắng hướng bộ tỉnh Lạng Sơn. Đi chơi này nó bỏ đi chơi. Đi học đi. Đây. Nào. Đấy, Phong Lan kiếm. À Phong Lan. Ui.
giời, bấm leo giỏi thế nhỉ. Lại bế, bám chắc vào nhá. Hai người đằng trước ngồi đi để tỉnh hết rượu rồi. Cho cả chơi vậy. Cho cả chơi như này. Thế bà Vượng đấy, ngồi hoặc đứng đều được bởi vì là bà đều vào được người trong ảnh hết. Hai, ui giời. Tôi đánh đẹp. Bắt đầu này, một này, bà Thịnh này, có đẹp luôn này, cười này, ui chụp này, một hai ba này, một hai ba, ui giời, một hai ba này. Xem đã vào ảnh chưa đã? À vào rồi, có vào luôn. Bà Vượng máu nhất đấy, cá chê ông ạ, nuôi cá chê trên này, nuôi cá chê. Thôi bây giờ là cho bà Thịnh, bà Vượng ngồi gần nhau để cho nó coi như đời sống nó sung túc nào. Đây, đây, cháu bảo đây, 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 ngắm toàn cảnh của xã luôn mà. Đây, cháu quay video rồi, thì cháu chọn chụp màn hình. Không khác chụp ảnh luôn. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Ôi giời, quá chuẩn luôn. Anh cũng nghĩ như chú ấy, cứ như ông chắc. Bằng rượu lên rồi. Có nước không ơi? Nước đây, đây đây là nước lọc. Không, nước mát. Nước là nước. Ông uống. Nước mát. Nuôi cá chê. Đẹp cực luôn. Cuộc đời các bạn thật là sang. Ui giời. Tưởng là ông đang đuối. Xong rồi. Đấy, bàn đá đấy. Bàn đá kinh doanh nhiều. Chưa.